Dạ em An Nguyễn, xin chào anh chị em khách hàng. Em mới về được một cái lô tủ dài mấy anh chị ha. Thì bữa giờ là đăng không à. Bữa nay em đập thùng. Thì cái này là xuất qua bên Nhật cho công ty là Nikawa ha. Tủ dài và cái dung tích thì ở bên đó không biết làm sao dài người ta để được bao nhiêu đôi. Này anh đi là dung tích là 90 lít. Rồi khui thùng Đức ơi, máy in Việt Nam luôn, gỗ cao su rất là đẹp và độ hoàn thiện phải nói là cực kỳ cao luôn mấy anh chị ạ. À, người ta làm rất là cao đó. Thì cái lô này nó cũng bị trục chặt cái đơn hàng, sau đó là nó họ thanh lý toàn bộ luôn ha. Kích thước thì nó cũng na ná với bao cái tủ dài khác ở Việt Nam mấy anh chị ha. Mà giá cái lô này em lấy số lượng nhiều ha. Thì cái này hàng xuất khẩu người ta đóng đi rất là kỹ nè mấy anh chị, coi thấy không, nó từng cái quấn rất là kỹ, mọi thứ là kỹ lắm ha. Này cắt sợi dây thôi, ở là rút lên. Cắt cái bê ơ chứ, rồi rút lên, cắt bê ơ hết đi. Ôi, quá sao đẹp luôn. Đẹp cực kỳ căng luôn mấy anh chị, gỗ cao su nha. Cái này là hoàn toàn là gỗ cao su hết. Đó. Màu thì nó màu thì nó theo cái kiểu màu gì ta? Nó kiểu nâu nâu á mấy anh chị ha, nâu nâu. Rất là đẹp. Đấy, thì mấy anh chị coi nè, từng góc cạnh ha, người ta làm rất là chi tiết sắc sảo lắm. Hàng xuất đi Nhật thì nó họ giống như là một cái chuẩn người Nhật yêu cầu là giống như cái độ tỉ mỉ cao mấy anh chị. Mấy cái phần họa tiết mà nhô nhô ra nè ha, người ta làm rất là tỉ mỉ. Rồi những cây, cả những cái hốc mà để lòn tay vô nè ha, người ta đánh nhám đánh bóng tới tận bên trong luôn ha. Thì riêng cái tủ dài này xây qua xích qua mấy anh đây rồi, chắc coi được thì khuy khiêng ra luôn, hai bạn khiêng ra để cặp mấy anh đây nè, cho mấy anh chị xem ha. Đó, rồi bây giờ em sẽ đo kích thước sơ bộ cho mấy anh chị xem ha. Đấy, đo kích thước sơ bộ ha. Rồi chiều dài của cái tủ nè ha, chiều dài của cái tủ nè mấy anh chị, 89.5 ha, 89.5 đấy, bề rộng 40 nha mấy anh chị ha. Rồi chiều cao của tủ dài coi, 98 mấy anh chị. Ồ, nó cũng na ná với cái tủ, những cái tủ dài ở Việt Nam ha. Tức là mình đứng, khi mà mình đứng á là mình có thể gác tay, nó cũng vừa có thể đứng khum gác tay, hoặc là để những cái vật dụng rất là vừa tay mấy anh chị. Thì cái tủ dài là cái tủ mà mấy anh chị mình hay để ở phía trước cửa nhà mình ha. Đó, để trước cửa nhà. Rồi. Ồ, học chia tầng nữa ha, để coi một học họ chia ra mấy tầng đây. Ồ đẹp quá mấy anh chị ơi, nằm chầm hít một học là hai tầng nha mấy anh chị. Người ta tặng kèm hai chia ra làm hai tầng, và đặc biệt là họ có rất là nhiều những cái lỗ mấy anh chị ha, lỗ để mình chia muốn tùy theo cái đôi giày, ví dụ như giày bút nó cao hay của mấy chị nữ á, hoặc là giày cao gót như thế nào đó tự mình chia. Bên đây cũng hai tầng thì ngăn lớn ngăn nhỏ khác nhau ha. Ồ, nó có cái này cái gì ta, để nó kính cái tủ. Rồi hiểu rồi, cái này cho nó kính cái tủ luôn nè. Rất là đã luôn mấy anh chị à. Đấy, rồi ok, cái này nó có cái gì đây, chắc hơi móc hoài, chắc giống như hàng tồn kho để lâu thanh lý hả ta. Đúng rồi, cái kiểu hơi móc do tồn kho thanh lý á mấy anh chị. Tồn kho để lâu quá, đúng rồi, đó cái móc của nó. Rồi lau ra là hết nha mấy anh chị ha, hoàn toàn tại vì hàng người ta không sức được thì người ta thanh lý là nó có dính móc meo xíu là chuyện bình thường. Rồi bây giờ nó kích thước sơ bộ như thế ha. Em coi phía đằng sau coi ha, phần này là dày đẹp quá ha. Cái này chắc cũng có dán vân vini. Phía đằng sau thì gỗ phía đằng sau là ván gì, ván cái này là, cái này là ván gì quên rồi. Này là MDF nè anh chị ha. Còn cái này là cái vách nè bằng cạc tông ha, giấy ép cạc tông cái gì quên rồi. Cái này là gọi là giống như cái thùng xe rim hồi xưa đó ha. Đấy. Rồi, còn khung là gỗ cao su nha mấy anh chị ha. Khung đó, những cái phần quan trọng là gỗ cao su, còn những cái phần không quan trọng thì người ta làm bằng dán MDF ha. Rồi, bây giờ để em khiêng qua, để qua một cái góc bên đây ha. Hai bạn ha. Khiêng qua, đấy, để thành phụ khiêng qua, để qua góc bên đây cho anh coi. Rồi sau đó bỏ vài đôi giày được. Rồi, cái kia qua đi. Đấy. Ok, rất là đẹp ha. Đấy, rồi ok, để sát vô cái góc thì mình sẽ để ở góc nhà của mình ha, trước phía cửa nha. Đẹp xuất sắc luôn. Ok. Rồi, đó thì bây giờ mấy anh chị mình cái này bỏ số lượng dài cũng khá nhiều nha mấy anh chị ha. Khá dài những cái đôi dài á. Đấy. Đây, rồi bây giờ chia tầng ra bỏ vô vài đôi dài cho mấy anh chị mình xem. Đấy. Ok, đấy. Nó đang chèn luôn ha. Ở phía dưới để dài được những cái đôi dài hay là dép lê mà mình mang thường xuyên á ha, mình để phía dưới cùng nè mấy anh chị ha. Còn những cái nào mà
mà những cái đôi mà mình cất vô trong tủ để cho nó không bị bám bụi, lâu lâu mình mới đi thì mình mới bỏ vô trong hộp tủ ha. Rồi rất là đẹp ha, kích thước thì gì đó thì giá em đang bán là 3.400.000 đồng ha, 3.400.000 đồng. Anh em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, tên địa chỉ rồi ghi ship cho anh cái tủ dài ha, 3.400.000 là em biết ha. Thì của em là giá tại kho, còn anh em ở đâu thì cứ nhắn tin cho em rồi mấy bạn lên đơn kiểm tra phí ship nhiều mấy bạn báo ha. Nó hàng nguyên đai nguyên kiện, cái này về mình có chỉ có lót chia tầng lại thôi. Ồ cái này nó họ bo cái cạnh, nói chung là mọi thứ là sắc sảo lắm anh chị ha, đồ chi tiết á nó rất là hoàn hảo. Đây nó bo cạnh tất cả các cạnh luôn ha. Rờ cái tủ là mấy anh chị thấy là thấy nó rất là ưng ý ha. Đấy, rồi 3.400.000 nha mấy anh chị ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng. Thì anh nào lấy thì nhắn tin vô số điện thoại 0914466462 hoặc nhắn tin vô Zalo rồi em tư vấn thêm cũng được nha các anh chị ha. Hình ảnh thì hoặc là muốn xem hình ảnh thì em gửi hình ảnh thêm. Đấy. Nó màu gốc của nó phải như thế này nè ha, nhìn nó sầm sầm do cái ánh sáng nó thiếu nên cái camera nó đẩy màu.